Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba, ngày 9 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri phường Phùng Chí Kiên, Đức Xuân, Xuất Hóa và Huyền Tụng để thông tin về Nghị định 34 của Chính phủ và góp ý dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Cử tri 4 phường đã có 10 ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết, trong đó có 9 ý kiến đóng góp về vấn đề chức danh không chuyên trách ở cấp thôn, tổ và một ý kiến đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường. Đa số các ý kiến góp ý về số lượng chức danh ở cấp thôn, tổ và phụ cấp đối với một số tổ chức hội. Cử tri cũng phản ánh cán bộ y tế thôn, tổ đã nhiều tháng nay không nhận được phụ cấp, đề nghị nhanh chóng thanh toán khoản kinh phí này. Một số ý kiến của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời ngay tại buổi tiếp xúc cử tri. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Thái Hải cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết cho phù hợp nhất cho bối cảnh ngân sách của tỉnh còn khó khăn hiện nay để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn Viễn, xã Yên Dương, huyện Ba Bể vừa được đầu tư trên 560 triệu đồng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đường giao thông thôn Nà Viễn được nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí, còn nhân dân đóng góp 30%, chủ yếu bằng ngày công lao động. Hiện nay, đơn vị thi công cùng người dân trong thôn đang đẩy nhanh tiến độ làm đường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6. Đường có chiều dài gần 650 mét, sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thôn Nà Viễn đi lại dễ dàng, thuận tiện, giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đến nay toàn tỉnh đã có 52 hồ sơ đề nghị được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. Sau khi có Nghị định 41, ngành thuế tỉnh đã tích cực tuyên truyền đến các đơn vị trong tỉnh về nội dung, đối tượng và thời gian được gia hạn tiền thuế và tiền thuế đất, gửi tài liệu đến cho hơn 250 doanh nghiệp qua hòm thư điện tử, hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Thuế tỉnh. Trong 52 hồ sơ xin gia hạn thuế gửi về Cục Thuế tỉnh, có 50 hồ sơ nộp bằng phương thức điện tử, 2 hồ sơ nộp trực tiếp. Hiện nay, các bộ phận chuyên môn đang xử lý hồ sơ để gia hạn theo đúng quy định. Việc gia hạn thời gian nộp thuế, nộp tiền thuế đất giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh có điều kiện để khôi phục sản xuất sau đại dịch COVID-19. Huyện Bắc Nạm đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.700 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, giai đoạn 2016-2020, huyện Bắc Nạm đã cấp mới giấy chứng nhận và công nhận quyền sử dụng đất cho gần 1.100 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 1.740.000 m², cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo dự án 3PAD cho 635 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 23.890.000 m². Ngoài ra, huyện Bắc Nạm còn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 40 trường hợp với diện tích trên 11.000 m², phù hợp với quy hoạch, quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc dự án CSSP tại 6 xã với diện tích 5.300 ha. Thời gian tới, huyện Bắc Nạm tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về việc đăng ký sử dụng đất. Những tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó tập trung vào công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động nguồn lực trao tặng 400 suất quà, 2,3 tấn gạo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, giúp đỡ 1.000 ngày công khắc phục thiệt hại do mưa đá, xây dựng một nhà văn hóa, hai nhà học thôn, 4 nhà nhân ái, 4 điểm trường, 10 cầu nông thôn, đổ bê tông 17 sân nhà học thôn, sân trường học, 3 km đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng 3,5 km đường nông thôn, tặng 10 bộ máy vi tính, trồng trên 20.000 cây xanh. Điển hình trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như đoàn thanh niên công an tỉnh, đoàn các cơ quan tỉnh, huyện đoàn Bắc Nạm, Chợ Đôn, Ba Bể, Ngân Sơn, thành phố Bắc Cạn.
Thưa quý vị khán giả, nói đến dân tộc Tày, trong kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo, nhà sàn chính là một trong những nét đặc trưng về kiến trúc nhà ở của đồng bào. Trước đây, người Tày ở Bắc Cạn thường sinh sống trong những ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, ngày nay, để làm được một ngôi nhà sàn bằng gỗ, chi phí thường rất đắt đỏ và hầu như không còn gỗ để làm nhà sàn. Bởi vậy, người Tày đã bắt đầu chuyển sang làm nhà sàn bằng bê tông, cốt thép, vừa tiết kiệm chi phí phù hợp với thời nay mà lại gìn giữ được kiến trúc xưa. Trong xã hội hiện nay, những ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày chỉ còn rải rác ở một số vùng quê. Đa số những ngôi nhà này có tuổi đời vài chục năm, thậm chí là hàng trăm năm. Để làm được những ngôi nhà sàn bằng gỗ, người dân phải chọn những thân gỗ to, dài, phổ biến hơn cả là gỗ nghiến, gỗ chai, gỗ lim. Ngày nay, thật khó để tìm được gỗ có đủ chiều dài, kích thước để làm một ngôi nhà sàn. Để lưu giữ kiến trúc nhà sàn truyền thống, một số hộ dân trên địa bàn xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn đã lựa chọn làm nhà sàn bằng cột bê tông. Bây giờ tìm gỗ làm nhà sàn chắc khó không? Khó lắm, bây giờ làm cái nhà này nó đỡ hơn. Tất nhiên là chi nhiều tiền, nhưng mà bây giờ thời buổi kinh tế rồi thì vay mượn được nó dễ dàng, nó thoải mái thì nó làm cái nhà này nó đảm bảo chắc chắn an toàn hơn. Bà Đặng Thị Nga, quê ở Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, là người trực tiếp nhận thi công căn nhà này. Gia đình bà đã làm hàng trăm ngôi nhà sàn trên địa bàn huyện Chợ Đồn và tại một số địa phương khác tại Bắc Hạn. Theo bà Nga, làm nhà sàn bằng bê tông, ngoài khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu, thì việc tiết kiệm chi phí xây dựng cũng là một trong những tiêu chí mà người dân tính đến. Với cùng, căn nhà có diện tích 200 m², nếu làm nhà sàn bê tông, sau khi hoàn thiện phần khung, sàn, cầu thang đổ bê tông, lập mái tôn cùng với tiền công, chi phí chỉ hết khoảng 600 đến 700 triệu đồng. Chi phí thì nếu mà nhà nào có điều kiện ấy thì làm cái nhà sàn bê tông này nó có hai mức. Một mức là 16 cột thì nó chi phí ít hơn. Đấy, còn cái nhà 24 cột thì nó chi phí nó hơi cao một tí. Nhưng mà do đấy mà so với cái nhà hộp ấy, nhà vuông ấy, nhà xà nhà xây ấy thì là nó tầm từ 700 triệu trở lại là được cái nhà đẹp rồi. Đấy, nhà sàn 24 cột. Đấy, rộng rãi thoải mái, nó tầm 210 m². Và làm đã đi làm nghề thì phải là đúng theo nghề. Làm phải giữ lại cái bản sắc dân tộc của nhà sàn ngày xưa, nhưng sàn nhà sàn chủ yếu là nhà sàn người Tày mình. Cũng theo kinh nghiệm của bà Nga, trong quá trình làm nhà sàn bằng bê tông, cần chú ý đến mác bê tông, kích thước đều đặn, cân đối. Phần móng nhà phải làm chắc chắn hơn những nhà xây cấp 4 bình thường. Nhà sàn làm bằng bê tông hướng tới nhiều mục tiêu, vừa giữ gìn được nét truyền thống, vừa hạn chế làm ảnh hưởng đến môi trường và những tác động xấu đến rừng tự nhiên. Do đó, mô hình nhà sàn bê tông sẽ góp phần cải thiện diện mạo cho các bản làng nông thôn, giữ gìn được nét đẹp văn hóa của dân tộc Tày ở huyện Chợ Đồn nói riêng, tỉnh Bắc Cạn nói chung. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh, và ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa này.